tử vi thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 20 tháng 7 năm 2024 âm lịch ngày kỷ mùi tháng nhâm thân năm giáp thìn xung ngày đinh sửu ất sửu xung tháng kỷ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu thứ sáu này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 23 tháng 8 năm 2024 hôm nay, đường tài lộc của tuổi tí lao đao. Vận trình tài lộc xa sút tiền bạc trong nhà đội nón ra đi. Bản mệnh không làm cách nào để có thể ngăn được chuyện xấu xảy ra. Chuyện kinh doanh buôn bán cũng chẳng có thể khởi sắc được. Con giáp này cần phải xem xét lại những mối đầu tư của mình để điều chỉnh lại cho hợp lý. Càng là những việc liên quan đến tiền bạc thì càng cần phải suy xét cho cẩn trọng, kẻo dễ bị kẻ xấu lợi dụng lừa lọc bù lại ngũ hành thủy sinh mộc giúp cho đường tình duyên của tuổi tí như được quý nhân dẫn lối. Đào hoa khởi vượng, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, nên duyên đôi lứa. Các cặp đôi tình cảm nồng thắm, nhân duyên vừa ý, có thể tính đến chuyện trăm năm. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, sửu, thân màu sắc cát tường, đen, trắng. 2. Tuổi Sửu ngày 23 tháng 8 năm 2024 Sửu gặp khá nhiều khó khăn. Con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mù quáng khi quyết định. Bản mệnh có thể mắc phải sai lầm và đánh mất vận may tài lộc. Hơn thế nữa, con giáp này còn phải lưu ý khi cho người khác vay mượn tiền bạc. Đừng quá cả nể mà cho vay không cần giấy tờ đảm bảo gì khi mất tiền cũng chẳng có bằng cớ gì để đòi lại. Trên phương diện tình cảm, người độc thân bế tắc trong việc tìm kiếm nửa kia cho mình. Hình bóng người cũ khiến bản mệnh chẳng thể nào mở lòng dù đã cố gắng rất nhiều. Thời gian trôi đi, sự cô đơn khiến tuổi sửu nản lòng. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, tỵ. Dậu màu sắc cát tường, cà phê, xám. Ba, tuổi dần ngày 23 tháng 8 năm 2024 dần ngồi yên cũng có việc rơi vào đầu để giải quyết. Muốn ngày này bình yên có lẽ kha khó, vì cơm áo gạo tiền mà phải chịu khó, nhẫn nhịn hết sức nhiều người chỉ muốn thôi học bỏ việc nghỉ phép dài ngày tiền bạc kém may chi tiêu quá đà khó kiểm soát được con giáp này sắp tới phải lo cho nhiều việc lớn quan trọng nên làm ra đồng nào thì tiêu gần hết đồng đó chứ không tích góp được nhiều nên suy nghĩ kỹ trước khi tiêu tiền tình cảm cũng lận đận không kém dù là con giáp giỏi chịu đựng gan lì nhưng bản mệnh vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với những điều không vui vẻ xảy đến với mình. Người độc thân khá khó tính và kén chọn, không thích người khác quấy dày. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ, ngọt, hợi màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. 4 tuổi Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024 Xem bói tử vi tuổi Mão gặp không ít trục trặc con giáp này điêu đứng khi công việc bấp bênh khó khăn trở ngại ùa đến bản mệnh vô tư nói năng không kiêng nể nên dễ bị kẻ xấu gây chuyện không được yên thân Bù lại tình duyên của tuổi Mão lại tốt đẹp được cục diện tam hội che trở nên có được nhiều niềm vui, Yêu thương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Trong bối cảnh dịch bệnh, con giáp này chớ có chủ quan. Cần phải hết sức bảo đảm an toàn cho mình và mọi người. Ngoài ra hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích, tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối bàn chân và sau ống chân. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ 23 giờ quý nhân phù trợ, dần, tuất màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Nam, tuổi thìn ngày 23 tháng 8 năm 2024 hôm nay, công việc của tuổi thìn tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi tuy nhiên bản mệnh cần kiên định hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc con giáp này quá cứng nhắc và bảo thủ không chịu lắng nghe ý kiến lời khuyên bảo của những người đi trước giàu kinh nghiệm thì rất có thể sẽ đem tiền của mình khó khăn lắm mới kiếm được đổ xuống sông xuống bể. Trong ngày mới này, vận trình tình của bản mệnh khá suôn sẻ và thuận lợi. Đôi lứa hòa thuận, tình yêu tỏa sáng lấp lánh, mang theo nhiều động lực cho con giáp này phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ 1 giờ quý nhân phù trợ, dậu tím màu sắc cát tường, vàng, nâu. 6, tuổi tỵ ngày 23 tháng 8 năm 2024 công việc làm ăn của tị gần khá tốt, nhờ quen biết nên mọi việc khá suôn sẻ. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Không cần lao lực quá nhiều mà vẫn hoàn thành tốt mọi việc và được nghỉ ngơi đúng lúc. Trên phương diện tài chính, tuổi tỵ cũng đón nhận may mắn khi không cần phải chật vật vì tiền. Không cần phải đau đầu quá nhiều. Nhiều người có dấu hiệu được tăng lương hoặc thưởng nóng. Tất cả là nhờ vào công sức của bản thân chứ không hề dựa dẫm ai. Tình cảm tốt lên, đào hoa vượng xác Vì thế nên khả năng thành công trong tình cảm của con giáp này là rất cao tuổi tỵ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và nhóm bạn bè. Có bản mệnh thì không khí mới được khuấy động và bớt nhàm chán hơn hẳn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, sửu, dậu màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Bảy Tuổi ngọ ngày 23 tháng 8 năm 2024 hôm nay, tam hợp che chở, tuổi ngọ thêm phần thuận lợi khi hợp tác hoặc ký kết làm ăn. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tinh thần thêm phấn chấn, tài tinh trợ giúp, người kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, tiền bạc đổ về túi khoản lớn nhân lúc này tuổi ngọ nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở mộc sinh hỏa còn mang may mắn về đường tình duyên cho tuổi ngọ vận trình tình cảm của con giáp này đang lúc thăng hoa rực rỡ người độc thân được nhiều người khác phái để mắt tới đào hoa nở rộ nhân duyên tăng tiến không ngừng hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội Giờ tốt trong ngày, 3 giờ 5 giờ quý nhân phù trợ. Dần, tuất màu sắc cát tường, tím, đỏ. 8, tuổi mùi ngày 23 tháng 8 năm 2024 mùi, cần thận trọng trong các khoản đầu tư có thể bản mệnh sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay vì mù quáng đâm theo những lời dụ dỗ ngon ngọt lợi nhuận cao thường đi đôi với tính mạo hiểm cao bù lại tình duyên của con giáp này khá hài hòa nửa kia là chỗ dựa vững vàng cho bản mệnh trong cuộc sống yêu thương và tin tưởng bản mệnh bằng bất cứ giá nào đây là nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn lao với tuổi mùi trong ngày này người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc. Tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng đông phía trong phòng, giường ngủ và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ. Ngọ, mão màu sắc cát tường, nâu, xám. 9, tuổi thân ngày 23 tháng 8 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày trong công việc. Tuổi thân khá nhanh, thông minh nhưng có phần cứng nhắc nên cần điều chỉnh lại. Dù bản mệnh sẽ được đòi lại quyền lợi trong công việc, danh dự tốt lên nhưng vẫn khó lên được chức cao hơn nếu như không có ý chí lớn lao. Trên phương diện tài lộc, tiền vào kém hơn tiền ra nên cũng không tốt hơn là bao con giáp này cố gắng khá nhiều nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười gần còn hay phải tốn tiền cho đám đình sinh hoạt trong gia đình các khoản lặt vặt nên không góp được tiền cố gắng đừng để bản thân lao đao bù lại vận trình tình cảm được cải thiện người độc thân có cơ hội tìm được định mệnh của đời mình những người đang có mâu thuẫn thì nên cố gắng giảng hòa trong hôm nay bởi đây là thời điểm khá tốt giờ tốt trong ngày, 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tí màu sắc cát tường, vàng, trắng. 10. Tuổi Dậu ngày 23 tháng 8 năm 2024 vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ chào đón ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả. Ngoài tìm được các giải pháp mới mẻ, trải nghiệm thú vị trong công việc. Con giáp này còn tạo ra một đột phá nào đó trong sự nghiệp của mình. Cơ hội thăng tiến đang đến gần với bản mệnh. Tinh thần cống hiến cao độ hết mình vì công việc của tuổi dậu ai cũng đều có thể thấy mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bản mệnh có nhiều khả năng con giáp này sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách nữa trong tập thể tuy nhiên trong ngày mộc kim sung khắc, vận trình tình cảm của con giáp này khó mà thăng hoa cho được đối phương ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những điều con giáp này nói Hai người ở bên nhau mà không thể hiểu được suy nghĩ của nhau, khoảng cách đôi bên càng ngày càng xa hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, Sửu thìn màu sắc cát tường, bạch kim, xám. 11 Tuổi Tuất, ngày 23 tháng 8 năm 2024 Tuất nên cố gắng giữ mình khiêm tốn hơn trong công việc. Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiểu biết, thái độ không đúng mực sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ, khiến quá trình làm việc chung gặp thêm khó khăn. Bên cạnh đó, tuổi Tuất có thể sẽ vấp phải những khó khăn trong chuyện tình cảm. Đôi lứa đang yêu đã rất cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng con giáp này và đối phương vẫn phải đối mặt với nhiều sóng gió mới, điều này có thể khiến bản mệnh cảm thấy chán nản. Với người đã lập gia đình, vợ chồng đồng sàng dị mộng. Không tìm được tiếng nói chung, tuổi tuất mệt mỏi khi mà dù chỉ một vấn đề đơn giản hai người cũng tranh cãi không ngừng nghỉ. Có những chuyện càng nói sẽ chỉ càng khiến vấn đề trở nên gay gắt nên bản mệnh có xu hướng dần buông xuôi mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, dần màu sắc cát tường, vàng, cam. 12 tuổi hợi ngày 23 tháng 8 năm 2024 hợi nên được lưu tâm vì dễ có sự cố bất ngờ. Mối quan hệ với cấp dưới bản mệnh làm ăn không tốt dễ mà tranh lợi đoạt tài xích mích với nhau may mắn là vận tài lộc của tuổi hợi tốt đẹp các mối làm ăn đang có dấu hiệu phát triển khá tốt con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nhờ vậy mà nhận được nhiều lộc tiền lãi vào đều trong gia đình mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn vì hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự dạn nứt này và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển căng thẳng hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, mùi, dần màu sắc cát tường, đen, xanh lam.